Hello, xin chào toàn thể quý anh chị, em là Tài đến từ Kia Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị chiếc xe Kia K3. Và phiên bản trước mặt quý anh chị đây là phiên bản K3 Luxury. Hiện tại đang có giá niêm yết ở thị trường Việt Nam là 669 triệu đồng. Và hiện tại đang giảm 35 triệu thì chỉ còn có 634 triệu đồng thôi. Nếu quý anh chị nào mà lấy chiếc xe này trong tháng này á, thì còn được hỗ trợ cho mình cái giá là hỗ trợ cho mình thêm là tặng cho mình cái bảo hiểm vật chất 1 năm thôi quý anh chị ha. Đó. Ok, K3 phiên bản Luxury này thì nó là phiên bản gọi là AT tiêu chuẩn, nhưng mà cực kỳ đầy đủ những cái trang bị không quý anh chị ha. Chẳng hạn như về phần đầu trước nè, thì nó được trang bị là phần đèn pha là đèn halogen, halogen projector là có thấu kính nè, rồi những cái cụm đèn ban ngày chạy xung quanh đó, cái phần đèn pha nè đó. Và phía dưới thì cái phần đèn sương mù cũng được trang bị là một cái dãy LED thôi quý anh chị ha, và một cái phần logo mới nè. Hiện tại thì con xe này đang có một cái khối động cơ là 1.6 gamma, chúng ta công suất cực đại là 126 mã lực. Và quý anh chị hiện tại đang được trang bị chúng ta là một cái phần hộp số 6 cấp thôi quý anh chị ha, hộp số tự động 6 cấp. Về phần hông xe thì xe được trang bị là một cái phần mâm đúc hợp kim nhôm 17 inch thôi quý anh chị ha, mâm đúc hợp kim nhôm 17 inch. Và tích và ở phía bên trong thì bốn bánh xe đều được trang bị chúng ta là phần phanh đĩa nè, lớp trang bị trên xe là lớp Continental ha quý chị. Đây, mâm đa chấu nè quý chị. Rồi gương chiếu hậu thì chỉnh điện gập điện, đèn báo rẽ trên gương ha quý chị. Đèn báo rẽ trên gương cho mình luôn. Ở phía bên hông xe thì còn được những cái viền mạc chrome nè, rồi chìa khóa thông minh mở cửa một chạm nè quý chị. Đó, chìa khóa thông minh mở cửa một chạm đây. Ở phía bên trong phần nội thất này, đó, nội thất người lái anh chị ha. Thì nó đang được trang bị một cái phần màn hình AVN 8 inch. Đó, một cái phần màn hình AVN 8 inch nè, rồi ở phía bên trong màu nội thất thì cũng được có trang bị hai màu là màu đen và màu be nè quý anh chị. Vẫn có cửa sổ trời đầy đủ cho mình ha quý anh chị ha. Đây, cửa sổ trời đầy đủ. Đó. Vô lăng thì được bọc da nè. Trang bị cruise control. Đó, trang bị cruise control, rồi đèn pha auto nè. Đó. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, nút đề start stop. Đây, màn hình kết nối Apple CarPlay, Android Auto ha. Đây, phần ghế ở phía bên trong. Đó. Rồi, xe thì được trang bị sẵn chúng ta là phim cách nhiệt, thảm lót sàn nha quý anh chị. Trang bị sẵn cho mình rồi. Ở phía bên trong phía sau đây á, thì cái phần điều hòa ở phía sau, cửa gió điều hòa hàng ghế sau nè, đầy đủ cho mình ha, có cổng sạc ở phía dưới nè quý anh chị. Rồi. Đó, phần đuôi xe quý anh chị. Phần đuôi xe thì xe được trang bị chúng ta là hầu hết giống như là cái phiên bản premium luôn á quý anh chị. Ở phía sau thì trang bị là đèn hậu là full LED nè, đèn hậu full LED. Rồi ở phía dưới thì được trang bị chúng ta là cam lùi cảm biến lùi nè. Đó, K3, một mẫu xe cho quý anh chị một cái phiên bản mà phù hợp cho gia đình mình ha. Đây, phần cốp xe được trang bị lót cốp nè, rồi cái miếng lót cao su nè quý anh chị. Đó, miếng lót cao su sẵn trên xe cho mình. Ở phía dưới thì cái phần bánh phụ giống như bốn cái bánh bên ngoài luôn. Đây, phần bánh phụ. Rồi mình có thể gập được cái hàng ghế này lại để tăng thêm cái diện tích để đồ ha quý anh chị ha. Rồi, nếu quý anh chị nào đang quan tâm về cái con xe K3 phiên bản Luxury này thì cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline đang đặt ở phía bên dưới. Và quý anh chị đang còn muốn em quay gì về cái chiếc K3 hay là phiên bản nào á, thì cứ bình luận cho em để em quay hết những cái dòng xe mà quý anh chị đang thắc mắc ha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video clip lần sau.